nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Xin kính chào quý anh chị và các nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Hiện em đang đứng ở quốc lộ 1A, đối diện cây ăn quả miền Nam. Con đường này mình di chuyển về các tỉnh miền Tây như là Cần Thơ, Vĩnh Long, như Cà Mau nha quý anh chị. Đất mình nằm trên đường bê tông 3m, đối diện cây ăn quả miền Nam. Và con đường bên đây là mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 71 km. Hôm nay thửa đất em muốn giới thiệu quý anh chị nằm thuộc ấp Long Lợi A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Em mời quý anh chị và các nhà đầu tư vào mình xem đất nha. Em cũng đã di chuyển tới thửa đất rồi nha quý anh chị. Con đường này là con đường bê tông 3m đây. Mình di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng 1 km nha. Để em chỉ ranh giới cho quý anh chị mình xem. Từ cái ngay ngón tay em chỉ á, là mình ngang là 17m, mình sâu vào là 30m. Trên đất mình có 300m thổ cư. Đất mình rất là vuông vức luôn. Trên đất cũng không có màu mã gì hết. Để chút xíu nữa em sẽ quay tổng quan thửa đất cho quý anh chị và quý đầu tư mình xem và nắm bắt cụ thể thửa đất này hơn nha. Ở đây khu dân cư ở rất là đông đúc luôn nha quý anh chị. Ở đây rất là thuận tiện cho quý anh chị mình mua về để làm vườn hoặc nghỉ dưỡng ở đây. Mình di chuyển vào đây là đường ô tô 4 chỗ đến 16 chỗ nha. Đất mình quay về hướng cánh đông. Đó, để em di chuyển ra phía ngoài cho quý anh chị mình xem và nắm bắt thật kỹ thửa đất này hơn. Con đường bê tông 3m này nè quý anh chị, mình di chuyển ra đường nhựa Kinh Đào khoảng 1 km nữa là mình tới đường nhựa Kinh Đào nha. Để em chỉ ranh giới cho anh chị mình xem nè. Từ cái mía này rất là gần nha anh chị, ngang 17m. Nếu quý anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, mình di chuyển về tới thửa đất là 71 km. Đó. Nếu quý chị nào ở thành phố Mỹ Tho, mình di chuyển về tới thửa đất này khoảng 12 km thôi, cũng rất là gần luôn. Đó, từ cái ngón tay em chỉ quý chị á, là mình di chuyển ra theo mặt đường bê tông 3m này là 17m, mình sâu vào là 30m. Trên đất mình có 300m thổ cư. Đất mình nằm thuộc ấp Long Lợi A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên đất mình cũng có 300m thổ cư nha quý anh chị. Ở đây rất là thích hợp cho quý anh chị mình làm kho xưởng hoặc buôn bán kinh doanh. Với giá chính chủ mình kêu bán thửa đất này giá là 1 tỷ 350 triệu, mình còn thương lượng chính chủ nha. Nếu quý anh chị nào có nhà ý muốn xem đất, quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình. Bên em sẽ có người dẫn cho quý anh chị mình xem thửa đất này và gặp chính chủ nha.
Quý anh chị nhớ like và đăng ký kênh giúp em để bên em có động lực quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và các bạn. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho quý anh chị mình san lấp mặt bằng và làm nhà cấp 4 như xây hàng rào giống như vậy là quý anh chị. Nếu bên quý anh chị có nhu cầu, bên em cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị luôn. Xung quanh đất của mình á, gia chủ cũng đã làm hàng rào hết rồi. Đất mình rất là vuông vức luôn, trên đất mình cũng không có màu mã gì hết nha quý anh chị. Ở đây đất mình rất là cao ráo và bằng con lộ luôn. Chút phía xuống, chút nữa em sẽ xuống phía dưới quay cái cạnh góc phía dưới cho quý anh chị mình xem luôn nha. Ngang của mình là 17 m, mình sâu vào 30 m. Trên đất mình có 300 m thổ cư, với giá chính chủ mình kêu bán là 1 tỷ 350 triệu. Mình còn thương lượng chính chủ nha quý anh chị. Đó, để em di chuyển ra phía sau cho quý anh chị mình xem và nắm bắt thật là cụ thể hơn, để quý anh chị và quý đầu tư mình về đây mình không mất thời gian của quý anh chị mình xem đất nha. Em cũng mong quý anh chị và quý đầu tư mình xem hết video để mình nắm bắt thửa đất này thật là kỹ. Đất cho đất mình á rất là vuông vức luôn nha anh chị. Ở đây rất là thích hợp cho quý anh chị mình làm kho xưởng hoặc buôn bán kinh doanh, rất là tiện ích, hoặc mình làm một cái mảnh vườn nghỉ dưỡng ở đây rất là tuyệt vời luôn. Trước đất mình á cũng có một con kênh nha quý anh chị. Đất mình quay về hướng cánh đông. Nếu quý anh chị nào ở thành phố Mỹ Tho, mình di chuyển về đây khoảng 12 km thôi. Nếu quý anh chị nào ở các vùng lân cận như thành phố Hồ Chí Minh và các ở tỉnh khác, mình di chuyển về đây khoảng 71 km nha quý anh chị. Ở phía sau người ta trồng nè quý anh chị, ở đây ta trồng bưởi, cam, dừa rất là nhiều luôn. Từng ai cũng tay em chỉ quý anh chị á, là mình dài ra ngoài bên đây là 17 m, đầu đuôi mình bằng nhau luôn nha quý anh chị. Để em di chuyển lần lần ra phía ngoài cho quý anh chị mình xem. Thửa đất này rất là vuông vức luôn, ở đây rất là tiện ích mình làm buôn bán kinh doanh hoặc mình làm kho xưởng nha. Nếu quý anh chị nào có nhã ý muốn xem đất, quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em nha. Em có để số điện thoại trên màn hình, bên em sẽ dẫn cho quý anh chị mình xem đất và gặp chính chủ luôn. Mình về đây mình làm một cái ngôi nhà và một cái mảnh vườn nghỉ dưỡng ở đây cũng rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Trên đất mình cũng có 300 mét thổ cư rồi. Về đây mình cũng rất là yên tâm để mình xây nhà hoặc mình làm cái gì cũng được nha anh chị. Đó, từ cái cọc ganh này là mình di chuyển qua 17 m. Mình về mình cũng làm cái một mảnh vườn giống như vậy nè quý anh chị, có cây trái luôn nè. Ở đây rất là thích hợp trồng loại bưởi, mít, dừa, mình trồng nhiều loại cây ăn trái khác luôn cũng được. Dùng đất này là dùng đất nước ngọt nha quý anh chị. Để em quay tổng quan thửa đất cho quý anh chị mình xem một lần nữa để quý anh chị mình không mất thời gian của quý anh chị mình về mình xem đất nha. Em cũng xin nhắc lại quý anh chị một lần nữa, đất mình nằm thuộc ấp Long Lợi A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngang thửa đất mình là 17 m, mình sâu vào 30 m. Trên đất mình có 300 mét thổ cư, với giá chính chủ kêu bán thửa đất này là 1 tỷ 350 triệu. Nếu quý anh chị nào có nhã ý muốn xem đất, quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình, bên em sẽ có người dẫn cho quý anh chị xem thửa đất này và gặp chính chủ mình thương lượng giá cả nha. Quý anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em để bên em có động lực quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn ở phần video tiếp theo.